Đấy. Anh Huy ơi, anh ra anh chặt cho anh Long cái thanh niên này, hình như chưa bao giờ đi lấy măng. Đấy, chặt được mà. Kéo về được mà bẻ. Đúng rồi, có cái xe beng không? Cái này ăn ngon là ăn từ xe beng. Cái này ăn này nó sẽ ngang ngang gốc, có xe beng không? Này làm món gì đấy? Nộm hoặc là anh về anh ngâm. Ngâm. Bây giờ tôi sẽ chia sẻ với các bác cách làm nộm món măng bát độ với thịt ba chỉ. Nguyên liệu làm món măng bát độ nộm thịt ba chỉ gồm có một củ măng bát độ luộc thái nhỏ, một bát lạc nhỏ, bột canh, đây là đường, ớt tươi và rau mùi, và hai lạng thịt ba chỉ luộc. Bây giờ thì ta sẽ thái thịt ba chỉ nhỏ ra rồi trộn tất cả các nguyên liệu này vào với nhau. Nguyên liệu làm món măng bát độ nộm thịt ba chỉ gồm có một củ măng bát độ luộc thái nhỏ, một bát lạc nhỏ, bột canh, đây là đường, ớt tươi và rau mùi, và hai lạng thịt ba chỉ luộc. Bây giờ thì ta sẽ thái thịt ba chỉ nhỏ ra rồi trộn tất cả các nguyên liệu này vào với nhau.